Như vậy đối với lớp 371 thì chúng ta sẽ làm một cái project và nó đơn giản thôi. Tại cái này là thầy đã làm rồi nè. Nhưng mà cái này để tính sau đi ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái project mới. Project mới. Rồi. Lớp 3 bài 1B, tại vì thầy làm có một cái bài 1 rồi cho nên là thầy cố tình tạo thêm một cái thư mục mới là bài 1B. Bài 1B thì tạo một cái folder mới đi. Bài 1B rồi. Bài 1B, nhớ nhớ là các bạn chuẩn bị sẵn cái tên này nha. Các bạn chọn save, Ctrl S cái là các bạn dán cái tên này vô luôn nha. Đó, là nó ra đây nè. Lab 3 bài 1B. Đó, được chưa nào? Rồi, như vậy thì ở trong bài này chúng ta chia để trị. Chúng ta sẽ làm cái phần đơn giản trước là nhập vào một cái điểm, xuất ra điểm hết. Đó là bước 1 mình làm ha. Rồi nhập vào điểm. Bạn có thể là dùng cái lệnh phần trăm d điểm. Mình đang thiếu gì ta? Và À đúng rồi. Khi mà các bạn muốn lưu điểm thì các bạn nhớ khai báo một cái biến điểm. Đó, điểm ha. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ là phần trăm f, điểm là plot phần trăm f. Rồi chúng ta xuất điểm ra. Điểm vừa nhập. Chỗ này chúng ta sẽ phần trăm f phẩy điểm. Đó, như vậy thì các bạn thử xem là với một cái chương trình đơn giản như thế này thì chúng ta đã tự ngồi gõ ra được tất cả những cái lệnh này hay chưa, hay là chúng ta băn khoăn cái vụ gì nữa thì chúng ta thử suy nghĩ ha, rồi trao đổi với thầy xem. Nếu mà bạn nào còn vướng, còn còn phải suy nghĩ thì các bạn nói ngay để mà thầy sẽ hướng dẫn thêm. Như vậy với một cái bài như thế này, 7.8, điểm của mình là 7.8. Bây giờ mình sẽ làm cái gì đối với lại cái bài điểm này? Vậy thì cái đầu tiên người ta nói là bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10 nhé. Chỗ này hôm trước có một bạn hỏi thầy là em nhập vào ký tự, em nhập vào ký tự. Ví dụ như chỗ này nhập vào điểm, hồi nãy là thầy nhập là 7.8. Bây giờ giả sử thầy không nhập 7.8 mà thầy nhập một cái số khác. Ví dụ như là thầy nhập cái khác là chữ A đi. Đó, thì điểm của chúng ta nó xuất ra là 0 nhưng mà nó vẫn không báo lỗi. Như vậy khi mà điểm là 0 thì nó vẫn nằm trong cái khung của chúng ta là từ 0 đến 10. Vậy thì chỗ này nó sẽ phải xử lý cái bài này. Nhưng thầy nói là chỗ này là nâng cao tí xíu. Nâng cao thì cái này nhường cho một số bạn cần nghiên cứu sau. Còn đối với bài này, bài mà thầy đang hướng dẫn thì chúng ta chưa làm ở đây. Chưa làm cái phần này. Và cái phần đó thì thực chất là thầy đã làm ở ở ở ở đâu rồi ta? Ở đây. Lớp 3 bài 1. Đây là thầy đã kiểm tra rồi nè. Đã tránh được cái trường hợp là nhập vô ký tự rồi, nhập vô không phải số rồi. Nhưng mà cái đó là để dành cho những bạn nâng cao. Còn bây giờ là thầy chỉ dạy cái cơ bản nhất thôi nhé. Cơ bản nhất. Cho nên là thầy chưa làm ở đây. Cái phần nâng cao này tức là
kiểm tra nhập ký tự không phải số ha, nhập ký tự mà không phải số. Đó thì thầy chưa làm ở đây. Như vậy thì bây giờ mình sẽ coi như là người ta nhập số, nhưng mà số nhỏ hơn 0 và số lớn hơn 10 thì mình loại. Còn lại những trường hợp khác thì mình chưa quan tâm ha, chưa làm. Và chúng ta chỉ đang học mới lệnh if thôi, chưa có while. Cho nên là tạm thời thầy sẽ dùng lệnh if. Như vậy thì để mà sử dụng lệnh if mà lập được á, thì thầy sẽ sử dụng label. Label là nhập lại. Label là gì? Đó, label tức là một cái nhãn để tí nữa chúng ta sẽ lặp đi lặp lại ở cái nhãn này. Như vậy chỗ này label chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dời cái lệnh này xuống đây. Dời cái lệnh này xuống đây, nhập một điểm. Rồi sau khi nhập xong, chúng ta kiểm tra nếu như điểm mà nhỏ hơn 0 hoặc là điểm lớn hơn 10. Nếu mà trường hợp này là nhập sai rồi đúng không? Thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ ở chỗ này thông báo cho người ta là bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10. Đó, bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10. Và ở chỗ này thì nếu mà điều kiện mà điểm nó như vậy thì các bạn sẽ sử dụng một cái lệnh là go to nhập lại. Đó, go to nhập lại ha. Rồi, in điểm ra. Mình chia để trị mà, mình không cần làm nhanh. Go to nhập lại chấm phẩy. Rồi, điểm giả sử mình nhập 7 đúng rồi, không sao. Bây giờ mình nhập sai 11. Đây, chỗ này nè, bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10 chấm cái dính. Dính chỗ này nó không xuống dòng, chú ý chỗ này. Nhập vào điểm, ví dụ như là trừ 1, nhập tiếp 6, ok. Như vậy là cái vòng lặp của mình là đã xong. Mình chỉ xử lý ở cái chỗ là 0 đến 10 xịt n cái. Đó, như vậy thì cái phần nhập của mình nó đã ok rồi đó. Nhập điểm, ví dụ 12, bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10. Rồi nhập vào điểm trừ 9, bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10 và chọn 9, ok. Như vậy thì các bạn nhìn lại cái vòng lặp của mình nhé. Ổn không nào? Cái này thầy đang, nếu mà các bạn nào mà theo dõi kỹ từ nãy đến giờ thì các bạn thấy là thầy chia để trị, tức là làm từng phần một, không có vội vàng gì hết. Cứ làm từ từ. Lúc đầu mình nhập điểm bình thường cái đã. Nếu mình nhập được thì lúc đó mình mới đi kiểm tra. Ổn không? Nhìn lại cái code các bạn thấy ổn không? Nếu điểm mà nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì in ra một cái câu là bạn phải nhập điểm từ 0 đến 10. Sau đó go to nhập lại, tức là nó sẽ nhảy lên dòng số 10, bắt đầu nó thực hiện tiếp những cái lệnh phía sau này. Còn nếu mà trong trường hợp điểm đúng thỏa mãn điều kiện là từ 0 đến 10 thì nó đâu có vô đây. Đúng không? Này khi nào mà điều kiện nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10 thì nó mới vô. Còn nếu mà điểm sau khi chúng ta nhập xong mà nó đúng điều kiện rồi là từ 0 đến 10 thì nó nhảy xuống đây luôn và nó in luôn. Được không nào? Alo. Được rồi. Bạn nào không được nhớ nói nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xét điều kiện nè. Xét học lực.
Thấy các bạn im lặng quá thầy cũng sợ. Xét học lực. Được thì nói được, giúp cho thầy để thầy vui. Chứ còn cứ im im hoài là không biết là đang nằm ở đâu, đang ở khúc nào. Có bạn nào không được không? Mạnh dạn nào. Hỏi cỡ nào đứa nào cũng im hết trơn luôn. Quốc tính. Đang chat với bồ đúng không? Ừ, Cái bài đó em xài lệnh quay chứ không có xài đối phương. nếu mà lệnh quay cũng được, nhưng mà hiện nay là chúng ta đang 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 học đến ít thôi, thì xài GoTo cũng được, quay cũng được, nó cũng giống nhau. Rồi thầy sẽ viết thêm một cái đoạn quay, nếu như mà bạn nào muốn sử dụng quay thì cũng được. Ok, chỗ này rất là đơn giản. Các bạn sử dụng while thì chúng ta sẽ do trước chứ không while. Do, tại vì làm trước rồi xử sau. While. While cái gì? Như vậy thì cái chỗ while này đó nhập cho đến khi đúng, nhập cho đến khi đúng. Thì chỗ này nếu mà chúng ta kiểm tra điều kiện thì điểm nó phải nhỏ hơn, nhập cho đến khi khi đúng, điểm nhỏ hơn không đúng không, phải không? Và hoặc hoặc hai và ta điểm lớn hơn 10. Điều kiện đúng là lập cho đến khi đúng, sai là thoát phải không? Nếu mà quay sao Em có bài demo thì muốn xem. ok. Được rồi, như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ nhập vào điểm, chúng ta sẽ nhập vào điểm ở đây. Rồi nhập vào điểm cái đoạn trên này là chúng ta tạm thời là cho nó chú thích đi nhé. Rồi như vậy chúng ta sẽ nhập vào điểm và scan điểm. Nếu mà trong khi điểm nhỏ hơn thì chúng ta nhập điểm tiếp ha, đơn giản như vậy. Chúng ta thử chạy thử coi nó ra cái gì. Nhập vào điểm 7 kết thúc. Ok. Nhập vào điểm 11. Nhập vào điểm trừ 8. Nhập vào điểm 13. Nhập vào điểm 9. Hết. Như vậy thì với cái vòng lặp while chúng ta chỉ cần làm như thế là được. Đó, không cần thông báo, không cần gì trơn á. Tại vì các bạn nếu mà các bạn muốn thông báo thì các bạn phải sử dụng một cái lệnh if bên trong y chang như cái này. Nếu điểm nhỏ hơn 0 và điểm lớn hơn 10 thì thông báo là nhập lại. Còn thầy rất là đơn giản. Nhập điểm. Nếu mà kiểm tra điều kiện như vậy là sai thì nó sẽ dột ra ngoài luôn, nó không cần yêu cầu nhập lại. Còn nếu mà điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì nó yêu cầu nhập tiếp, vậy thôi. Ha, tùy tùy mỗi bạn muốn sử dụng cái gì. Thì các bạn sử dụng. Còn thầy đang sử dụng ở đây thì thầy sử dụng lệnh if. Đó. Ha, chúng ta đang sử dụng lệnh if. Tùy mọi người nhé. Cái nào các bạn thấy ổn thì các bạn xài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét học lực. Như vậy cái học lực của chúng ta hôm trước chúng ta đã nói rồi, xét một là từ trên xuống, hai là từ dưới lên. Như vậy ở đây người ta đang cho từ trên xuống thì mình xét từ trên xuống luôn. Điểm lớn hơn bằng 9 thì xuất sắc, rồi giỏi, rồi khá, trung bình, yếu, kém. Như vậy mình sẽ xét từ trên xuống. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng if lòng nhé. Còn hôm trước là thầy đã giải thích cho các bạn là có bạn hỏi là sử dụng if, từng lệnh if thì thầy đã phân tích rồi đó. Nó có lợi và cái không lợi như thế nào thì hôm trước chúng ta đã bàn rồi. Thì bây giờ thầy không không bàn lại vấn đề này nữa. Như vậy nếu như điểm mà lớn hơn bằng 9 thì chúng ta sẽ kết luận luôn cũng được, hoặc là các bạn khai báo một cái
học lực là tra cũng được nhé, tra 10 20 gì đó, thì các bạn sẽ lấy cái biến học lực đó gán bằng một chuỗi cũng được. Nếu như điểm lớn hơn 9 thì chúng ta print điểm, xong rồi phần trăm chấm một f rồi học lực 2 chấm học lực. Nếu mà chúng ta y như vậy, học lực xuất sắc. Đó, học lực xuất sắc. Ok, vậy đi. Thì chúng ta xuất thêm cái điểm vô đây nữa. Rồi. Nếu như điểm lớn hơn 9 thì học lực xuất sắc. Còn không. Điểm lớn hơn bằng 8 thì khi các bạn viết lệnh elif lòng như thế này thì các bạn enter cái lệnh phía sau nó ngang bằng với lệnh phía trước chỗ này luôn nhé. Bởi vì thực ra chỗ này là hai nhánh if, elif là một nhánh, cho nên là con ở đây và con ở đây là bằng nhau. Con hai cái con bằng nhau. Chỗ này mình sẽ là học lực là khá giỏi. Giỏi đúng không? Giỏi. Lớn hơn bằng 6.5. Lớn hơn bằng 6.5. 6.5 thì học lực khá. Lớn hơn bằng 5, học lực trung bình. Lớn hơn bằng 3.5, học lực yếu. Và học lực kém. Đó. Như vậy thì chúng ta đã làm xong cái lệnh if. Làm xong cái lệnh if để chúng ta xét học lực. Bây giờ mình chạy thử trước đi ha, rồi các bạn sẽ nhìn lại sau. Điểm chúng ta nhập vào 8 9 đi, từ 9 9 9 9 9 thì học lực là xuất sắc, điểm 9 học lực xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại điểm 8 học lực giỏi, điểm 7 học lực khá, điểm 6 học lực trung bình, điểm 4 học lực yếu và điểm 3 học lực kém. Điểm 0 học lực kém. Ok, như vậy là mình đã làm xong các cái phần xét điểm. Các bạn nhìn lại giúp cho thầy xem là cái đoạn xét điểm của mình như vậy, xét học lực của mình như vậy có vướng gì không? Có vấn đề gì cần quan tâm không? Những bạn mà kêu là bây giờ là đang 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 bị cách ly, đang bị các cái vấn đề về thời gian không có máy đó và theo không kịp á, thì bây giờ đối với lại cái bài này chúng ta đang còn vướng ở cái phần nào, nói thì nghe coi.
mạnh dạn nào. Có ai có cần phải trao đổi thêm gì về bất kỳ một cái lệnh nào ở trong phần này không? Rồi, bạn nào hôm trước hỏi thầy là làm sao để xử lý ký tự nào? Quên rồi. Hello. Mạnh dạn lên, bạn nào hôm trước hỏi thầy là làm sao để xử lý là khi nhập ký tự nó vẫn chấp nhận luôn á? Đâu ta? Để thầy cắm cái điện. Hello, đi đâu rồi? Đứa này nó cho thầy độc thoại không ta?